cố nghệ sĩ Vũ Linh thì cũng không còn phải là thân, không hề thân với bất kỳ ai cả. Là bởi vì ngày xưa, xin lỗi ngày xưa thì tính là hơn 10 năm rồi thì cũng gọi là ngày xưa đó mọi người. Dù có đi hát chung với anh Vũ Linh rất nhiều, tại vì mọi người thấy Du còn trẻ, vậy cứ tưởng là sau này mới đi hát. Có nhiều bạn trẻ nha, họ comment rất là ác ý, nói là ông này, ông còn nhỏ xíu về mà làm gì nó đi hát chung với anh Vũ Linh. Cũng có, Du là ca sĩ thời 8X là đã có cơ hội tiếp xúc với rất là nhiều nghệ sĩ đầu cõi, trong đó có nghệ sĩ, có nghệ sĩ Vũ Linh. Thì Du đi hát chung với anh thì Du gọi là anh nha, thì rất là thân thiện, thân thiết, rồi nói chuyện vui vẻ lắm, nhưng mà chỉ là vui trong cái ngành nghề của mình thôi, trong cái môi trường ca hát của mình thôi. Khi thoát vai ra rồi thì mình ai cũng về đời sống của họ, thì Du cũng không có, chưa bao giờ đến nhà của anh Vũ Linh, cũng chưa bao giờ ngồi uống cà phê với Vũ Linh, thì làm sao Du biết rõ được gia đình của anh Vũ Linh có bao nhiêu người con, người thân như thế nào, hoàn toàn Du không biết.